tục sẽ là thông tin liên quan đến việc hàng ngàn phụ huynh tại hai xã Tam Đồng và Thanh Lâm thuộc huyện Mê Linh đồng loạt cho con nghỉ học mà để phản đối dự án mở rộng nghĩa trang Thành Tước mà chúng tôi cũng đã phản ánh trong các chương trình cà phê ngày mới trước đó. Và trả lời báo chí trong buổi giao ban báo chí thành ủy chiều ngày 26 tháng 11, lãnh đạo huyện Mê Linh cũng cho biết tình trạng học sinh nghỉ học đã giảm đáng kể so với những ngày trước đó. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, kênh VTC9 trong sáng ngày 27 tháng 11 thì vẫn còn hơn 1.900 học sinh tại địa phương này vẫn tiếp tục nghỉ học. Đáng nói là có nhiều trường đã rơi vào tình trạng không có một học sinh nào đến trường. Ngay bây giờ chúng ta hãy đến với ghi nhận của phóng viên kênh VTC9. Trường mầm non xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội không còn cảnh học sinh nhộn nhịp đến trường như trước. Thay vào đó là không gian vắng lặng. Toàn bộ phòng học trong tình trạng cửa đóng then cài. Theo lãnh đạo nhà trường, trong sáng 27 tháng 11, toàn bộ 547 học sinh tại điểm trường này đã không được phụ huynh đưa đến lớp. Tình trạng học sinh nghỉ học cũng xảy ra tại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn hai xã Thanh Lâm và Tam Đồng. Thay vì đến trường, thì nay nhiều em nhỏ được ông bà cha mẹ đưa đến nơi sẽ triển khai dự án nghĩa trang để phản đối. Vì tương lai của con em chúng tôi, như chúng tôi có thể là một mai chúng tôi sẽ mất đi, nhưng còn cái sức khỏe của con em chúng tôi và còn các con em chúng tôi có sức khỏe thì các cháu mới trở thành những người giúp ích được cho đất nước, cho xã hội. Mà bây giờ các cháu mà lớn lên không có sức khỏe, ảnh hưởng đến cái môi trường xung quanh thì các cháu cũng có học cũng coi như bằng không. Thứ nhất là phải được sự đồng ý của nhân dân, đồng thuận của nhân dân, họp dân đi đến sự thống nhất đã. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái cự ly an toàn. Cái đấy cũng không có. Cái thứ ba là cái nguồn nước. Anh nhìn luôn xuống cái nguồn nước của chúng tôi đây. Đấy là ba cái cực kỳ nguy hiểm mà dân chúng tôi kiên quyết đấu tranh. Bởi vì là cái này là nó không phải là ngày 1, ngày 2. Mà nó là rất lâu dài. Theo báo cáo ngày 27 tháng 11 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mê Linh, số học sinh nghỉ học là 433 em tại trường mầm non Tam Đồng, 541 em tại trường tiểu học Tam Đồng, 407 em tại trường trung học cơ sở Tam Đồng, 264 em tại trường mầm non Thanh Lâm, 304 em tại trường tiểu học Thanh Lâm, 27 em tại trường trung học cơ sở Thanh Lâm. Tổng số học sinh huyện Mê Linh nghỉ học là 1.976 em, giảm 127 học sinh so với ngày 26 tháng 11. Dưới sự chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện thì phòng giáo dục cũng đang tích cực tuyên truyền tới các đơn vị nhà trường. Viết bài tuyên truyền tới xã và cho toàn huyện để làm sao vận động phụ huynh học sinh. Dù với cái tinh thần là phản đối nghĩa trang, tuy nhiên không nên làm mất đi cái quyền của con em mình là được học và đến trường. Liên quan đến vụ việc, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh cho biết đã đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo lên kế hoạch dạy bù cho các em, đồng thời có văn bản kiến nghị thành phố Hà Nội tạm dừng bàn giao mốc giới của dự án mở rộng nghĩa trang Thanh Tước để xem xét lại quy trình thủ tục. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh tại hai xã Thanh Lâm và Tam Đồng cho biết, chỉ khi không còn thực hiện dự án mở rộng nghĩa trang Thanh Tước thì mới cho con em đến trường học trở lại.